Chào các bạn, nay mình xin hướng dẫn các bạn một cái chiêu nho nhỏ sử dụng cái cần nhúng của theo kiểu của danh thủ Eddie Van Halen. Thì câu này khá là đơn giản ha, thì mình đánh thử cho bạn coi. Khi mà mình đánh, mình chỉ chủ yếu sử dụng ở trên cái dây số 2 thôi ha. Cái chiêu của Van Halen sử dụng khá là nhiều, nó như thế này. Thì các bạn đánh ngay chỗ chủ yếu mình chỉ có là ngăn 3 với ngăn 5. Rồi sau đó mình đánh dây buông hả? Thì khi các bạn bấm vô ngăn 5 ngay cái dây nốt mi á, thì các bạn đè cái cần nhúng xuống tí hả? Thì tùy theo cái mức độ các bạn muốn, lúc đầu mình chỉ đánh nhẹ nhẹ có cảm giác, hoặc là các bạn muốn đai nó đẩy nó xuống mạnh tí thì có cảm giác nó nhiều hơn thì tùy thôi. Nhưng mà cái chiêu Van Halen hay xài như thế này. Hướng dẫn các bạn một cái chiêu của Van Halen hay sử dụng, đó chính là ông đánh một cái dây buông, sau đó ông dùng cái cần nhúng, ông nhúng xuống rồi ông đưa vô để tạo ra một cái tiếng harmonic ha. Thì thường sử dụng ở trên cái dây son á. Thì đây mình hướng dẫn các bạn, thì thường ở trên cái dây son mình đánh vô cái harmonic ngay ngăn 4 5 hoặc là 7, ngay cái 4 5 7 này ha, thì nó sẽ tạo ra cái tiếng harmonic nghe rất là đã. Thì mình sẽ đánh thử cho bạn nghe nha. Đầu tiên mình sẽ nhúng cái nhận, mình đánh cái dây son, mình nhúng cần nhúng xuống sâu xuống để cho nó trùng xuống như thế này. Các bạn hiểu không? Thì khi mình nhúng xuống dây nó trùng xuống xong, lúc mình bẻ lên cho cái dây nó căng lên lại, thì các bạn dùng cái ngón giữa hoặc là ngón trỏ tùy các bạn đánh vô ngay cái ngăn của 4, 5 hoặc 7 ở đây, thì nó sẽ hú lên, mình chạm vô giống như mình đánh tiếng harmonic bình thường, giống như thế này. Thì mình chạm vừa như vậy thôi thì nó sẽ tạo ra. Các bạn thử nha, ví dụ như vậy. Thấy chưa? Đó, thì khi mình nhúng có một cái chiêu đây để cho nó sạch một tí, thì các bạn bởi vì khi bạn nhúng cần nhúng xuống như thế này thì tất cả 6 dây nó sẽ trùng xuống, còn nếu chúng ta không bịt bớt thì nó sẽ tạp âm khá nhiều. Do đó thường khi mà đánh các bạn thấy cái tên thủ họ thừa dùng cái này họ bóp cái phần trên để cản mấy cái dây trên, và khi họ đánh ngang dưới như thế này chạm vào thì cái phần thịt ở đây này nó cũng chạm vô hai dây dưới để chủ yếu cái dây son phát ra thôi ha.